À, các bạn làm ơn cho biết là có nghe rõ rõ không ạ? Lê Thái Nổ kính chào nhà báo ca sĩ Lệ Hằng và quý khán giả. Ngày hôm qua đó thì trong cái chương trình này thì chúng tôi nói không ngờ tới 2 tiếng, gần 3 tiếng rồi. Thì bữa nay vẫn chưa có thời giờ làm làm cái video đó qua bên nó vẫn nằm trong livestream đó. Thì không kịp nói về cái chủ đề mà cái video mà thằng Giặc Hoàng Dùng nó nói là số 866 ngày 27 tháng 4, tại sao Đài Loan không là một quốc gia như Việt Nam Cộng Hòa theo định nghĩa Công ước Montreux 1933. Thì bữa trước thì chúng tôi đã giải mã cái video trước, nó đã có hỗn láo, đã gọi là những người mà gọi là Việt Nam chỉ có một nước từ năm sau ngày Hiệp định Geneva 1954 là một quốc gia, là những tội đồ của dân tộc, là những người phản quốc. Thì vâng, cảm ơn Võ Quang Hào đã cho biết là nghe rõ. Vâng, trước hết là xin chào Hà Tiến Trường, Trịnh Văn Thất, Phạm Hải, Hoàng Thành Trinh, Lê Thái Nổ, Hiệp Văn 1 và Võ Quang Hào. Hiệp Văn 1, đây là một là nghe rõ. Vâng, thì có 43 người nhưng mà chỉ có khoảng chừng chưa tới 10 người là chào hỏi và tương tác. Thì chúng ta hiểu rằng là những người nằm ở phía núp lùm cũng chắc là khá đông. Vâng. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thấy những cả hai tay kiện tướng của tôi là Quang Phố Cổ và Nguyễn Mạnh Cường. Và ngày hôm nay thì xin phép được các bạn là các bạn cho làm ơn cho biết là nghe rõ hay không. Tôi sẽ phân tích 2 video của thằng Hoàng Duy Hùng. Một video ngày hôm qua và một video ngày hôm nay. Hôm qua là ở bên Mỹ đó, ngày 27, và ngày hôm nay là ngày 28. Đó, thưa các bạn, bây giờ là 10 giờ 10 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại California. Ở bên Việt Nam bây giờ là ngày 29 tháng 4 năm 2022. 12 giờ 10 phút. Vâng, thưa các bạn, chúng ta chỉ bên Việt Nam thì các bạn đang ngày thứ 6, chúng tôi vẫn còn thứ ngày thứ 5. Và ngày thứ 7 là ngày 30 tháng 4. Đấy, năm nay ngày 30 tháng 4 rớt vào trong ngày thứ 7. Và ngày mùng 1 tháng 5 thì ngày Chủ nhật thì chắc chắn các bạn sẽ được nghỉ lễ, ngày lễ lao động. Việt Nam là ngày mùng 1 tháng 5 vào ngày thứ 2. Vâng, thì chúng tôi xin mời các bạn nghe cho biết là nghe rõ hay không. Thì chúng tôi sẽ phân tích trong cái video này của nó, và đây là một lời nhắn nhủ nhân tiện. Trước khi đó thì chúng tôi xin lặp lại, ngày hôm qua có video của Nguyễn Quang Trường, tức là VN Today, một thằng lưu manh xảo trá điếm đàng dùng những cái video cũ của Nhân dân TV, xong rồi nó lên, nó là nhân ngày 30 tháng 4, báo Nhân dân nói về luật sư Hoàng Duy Hùng. Thứ nhất, tao nói ông cho mày Trường biết, luật sư Hoàng Duy Hùng không còn làm việc luật sư ít nhất là 10 năm nay nha. Ông Trịnh Quốc Thiên ông nói tới 13 năm. Thì bây giờ ta cho nó là chỉ là 5 năm thôi, không có làm luật sư. Đừng có gọi nó luật sư, xấu hổ lắm. Cũng đừng gọi bà Phùng Thị Châu là luật sư. Hai người ngang nhau. Một người thì có bằng, một người không có bằng.
Ông quang phố cổ hôm qua comment ở nhà 34, gọi chị Bích là cán bộ cao cấp, thằng lật xe nó chụp được. Thì có sao đâu, làm cán bộ cao cấp thì cũng được, đâu có gì đâu. Càng tốt. Vâng, thì trở lại cái thằng Nguyễn Quang Trường, ngay hôm nay nó lại làm một cái clip nữa, mất dạy nữa. Là nó nói rằng là báo Nhân dân viết về ngày nhân ngày 30 tháng 4, à Nguyễn Quang Trường là đất nước không thể chia đôi. Thế nhưng mà thật sự trong tờ báo Nhân dân không có bài nào của Nguyễn Quang Trường viết ngày hôm nay hết. Và cũng không có một cái video nào của Nhân dân truyền hình nó hết. Bây giờ thằng Nguyễn Quang Trường nó đang chơi cái trò mà thằng Thuận Hữu Hà Nam và thằng Đức Dũng, ba thằng này phải chịu trách nhiệm về cái mất dạy và cái lộng ngôn và cái tiểu xảo của thằng Nguyễn Quang Trường. Nó ở ngay ở Việt Nam á, nó ở ngay tại Yên Bái luôn, nó làm những cái video, nó dựng lên những câu chuyện để cho người ngoài đọc tưởng rằng đây là những cái chuyện thật của tờ báo Nhân dân, chuyện thật của Nhân dân truyền hình, nhưng mà hoàn toàn toàn là những sản phẩm mà thằng Nguyễn Quang Trường tự biên tự diễn và lấy những cái video cũ đưa lên nói là của truyền hình Nhân dân. Bạn Nguyễn Lê Phương mõm lông kinh doanh từ thiện tiền lời làm được ngôi nhà ở Yên Bái to vật vã. Ồ, Quang Phố Cổ nói bà gọi chị Bích là cán bộ Việt Tân. Tôi nghĩ rằng chắc là chọc thôi, chọc tại vì tụi nó cứ gọi Lê Thái là Việt Tân, là Nguyễn Phương Hùng Việt Tân, là Thái Văn Chào Tâm Nguyên. Thì tôi xin minh xác, không có một cái video nào của truyền hình Nhân dân, cũng như không có bài báo nào của báo Nhân dân nói về thằng Nguyễn Quang Trường. Và như là lời của tổng biên tập Lê Quốc Minh nói, okay. Từ tháng 5 năm 2021, cái kịch bản của Hoàng Duy Hùng đã bị xếp xó. Ngày 20 tháng Giêng năm 2022, thằng Hoàng Duy Hùng có mặt tại Việt Nam 6 tuần lễ, tới ngày mùng 7 tháng 4 rời khỏi Việt Nam. Tờ báo Nhân dân cũng không mời Hoàng Duy Hùng tới uống một ly nước trà tại Thái Nguyên ấy, hoàn toàn không có. Trà nằm mạn chen cũng không có. Không có cái gì hết. Tức là người ta coi Hoàng Duy Hùng là một người tứ cố vô thân, đi tới về Việt Nam, đi lang thang vớ vẩn, lên Yên Bái. Okay. Bám trụ theo mấy ông, toàn là ông cựu. Cụ, ví dụ như Trần Công Trục, 80 tuổi, kẹt tiền quá, nhận phong bì của thằng Nguyễn Quang Trường, dẫn Hoàng Duy Hùng đi thăm biên giới. Rồi thằng Nông Thụy Sĩ, cũng là nguyên tổng biên tập của tờ báo Yên Bái, về hưu, tốn tiền quá, phải đi làm thằng tài xế cho Hoàng Duy Hùng. Thì chúng ta thông cảm, coi như có lá bài Hoàng Duy Hùng hết, và nó hết, thành ra bây giờ nó trở thành thằng điên. Tôi nói rằng hai cái video, ba cái video, video trước nó lại gọi bây giờ nó là tâm thần phân liệt này, thật sự như vậy. Và chưa bao giờ nó lên tiếng mạnh mẽ hai quốc gia, chưa bao giờ nó lên tiếng mạnh mẽ như vậy. Ngay cả trong thời gian 6 tuần lễ nó ở trong Việt Nam, nó cũng không nói. Và bây giờ nó bất mãn Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, nó bất mãn nhà nước Việt Nam đối xử nó tàn tệ, nó bất mãn vì nó lỡ ăn 4 cái bánh chưng tứ cố vô thân. Bây giờ nó về, nó ngẫm nghĩ lại và nó bắt đầu nó nổi cơn điên. Và khi mà thằng Hoàng Duy Hùng nó nổi cơn điên thì có lẽ nó không điên bằng cái buổi nói chuyện
của ông Đức Đầu Bạc và tôi. Ông Đức Đầu Bạc đã vạch cái mặt của nó rõ ràng khi nó trả lời nhà báo Hưng Yên của đài truyền hình BYN TV ở Houston. Thì chắc chắn đây là một cái sự sắp xếp giữa nó và thằng Hưng Yên cò mồi, tại vì Hưng Yên hỏi một câu: tại sao buổi họp mặt ngay tại cái tòa thị chính của thành phố Houston với phái đoàn cộng sản mà không cho báo chí vào? Thì thật sự anh Đức Đầu Bạc đã cho chúng ta biết có. Anh đã cho biết có báo chí, bằng chứng là VTV4. Chưa kể những báo chí của phái đoàn ngoại giao đi theo, bắt buộc phải có ghi hình. Thằng Hoàng Duy Hùng nó phải hiểu, ai cũng hiểu điều đó hết. Một lãnh đạo đại diện một bộ ngoại giao, đại diện ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tới tiếp xúc với một ông nghị viên của thành phố Houston, bắt buộc phải ghi hình để làm tài liệu lưu chiếu, hoặc là ít nhất cũng là tài liệu để học tập. Chắc chắn là cuốn phim đã được mang về chiếu để cho mọi người học tập, và mọi người khi học tập đã hiểu rõ con người Hoàng Duy Hùng. Vậy mà nó dặn thằng Hưng Yên nói là hỏi là không có phái đoàn, không có mời báo chí. Nó muốn đổ tại cho nhà nước Việt Nam sợ báo chí hải ngoại. Xin lỗi, chẳng ai sợ báo chí hải ngoại hết. Mà người ta sợ rằng cái mồm loe mép dài của thằng Hoàng Duy Hùng bịa đặt và xuyên tạc. Và nó đã bịa đặt và xuyên tạc thật. Và nó, Hưng Yên đã hỏi một câu và nó đã trả lời, nó không nghĩ rằng là tới 7 năm sau 2013 cho tới bây giờ vẫn có người nhắc tới. 9 năm nha. Và người ta còn nhớ thằng Hoàng Duy Hùng trả lời Hoàng Hưng Yên. Hưng Yên hỏi, anh có thể luật sư, nghị viên có thể tóm tắt đại ý, tại vì không có ghi hình mà, thì Thành không ai biết gì hết. Tóm tắt đại ý là phái đoàn cộng sản, có nghĩa là phái đoàn của nguyên thứ trưởng Nguyễn Thái Sơn, đã nói gì với lại thành phố Houston. Thì anh Đức Đầu Bạc đã cho biết thằng Hoàng Duy Hùng, tôi đặt câu hỏi đó với anh Đức để anh có cơ hội trả lời. Bởi vì có rất nhiều chuyện, chắc chắn anh Đức mà khi lên live stream anh không thể nào nhớ. Vâng, nếu ông kiên định có ở dưới này thì mời ông lên trên này nói chuyện với tôi. Tôi mời ông. Tôi gọi ông nhá, tôi không gọi thằng đâu. Anh làm sao cho xứng đáng một người trung tướng công an, xứng đáng với cái danh hiệu là đại bàng cao nguyên, lên đây nói với chim sẻ Nguyễn Phương Hùng nha. Vâng, thì chuyện thằng Hoàng Duy Hùng hai lần về Việt Nam không dám đến Đà Nẵng thì chúng tôi cũng sẽ nói rằng, thì anh Đức Đầu Bạc, tôi hỏi ông Đức Đầu Bạc, thằng Hoàng Duy Hùng nó trả lời phóng viên Hưng Yên rằng ông Nguyễn Thanh Sơn nói, phái đoàn cộng sản nói họ sẽ bỏ điều 4 hiến pháp và chấp nhận đa đảng. Thì tôi nghe câu đó xong cái là tôi biết thằng Hoàng Duy Hùng hớ liền, và tôi đã chụp ngay cái video đó và tôi giữ làm tài liệu. Bất cứ giờ phút nào tôi vẫn có thể chiếu được cái video đó lên. Và khi mà tôi làm cái video tối hôm nay này thì tôi sẽ lồng cái đoạn mà thằng Hoàng Duy Hùng nó nói. Nó nói rằng sao? Nó nói rằng là
phái đoàn cộng sản sẽ bỏ điều 4 hiến pháp và chấp nhận đa đảng. Nó nói rất là ngu, một luật sư không có lý luận. Khi đổ bỏ điều 4 hiến pháp, điều 4 hiến pháp nói gì? Là chấp nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất được hoạt động. Thì như vậy là tức là khi người ta bỏ điều 4 hiến pháp, tức là người ta chấp nhận đa đảng, đúng không? Hoặc là người ta chấp nhận đa đảng, tức là người ta đã bỏ điều 4 hiến pháp. Khi mà chấp nhận đa đảng, tức là phải sửa lại hiến pháp, tức là bỏ điều 4 rồi. Mà nếu mà điều 4 hiến pháp mà bỏ, thì đương nhiên là chấp nhận đa đảng. Mà nó nói như vậy, tức là câu trả lời ngu của một thằng luật sư ngu. Thì ở đây chúng tôi kể lại các bạn. Thì nhân tiện đây bạn Đặng Văn Ngọc, thằng Hoàng Duy Hùng hai lần về Việt Nam không dám đến Đà Nẵng. Thì tại sao mà không dám đến? Bởi vì lần này nó có đến thì không ai tiếp. Nhưng mà chắc chắn sẽ có người nhắc ở Đà Nẵng. Người đã nói với tôi, nếu mà ông Hoàng Duy Hùng mà vào Đà Nẵng, tụi em sẽ mời ông tới viện, bệnh viện ung này là ung thư đấy. Bởi vì Hoàng Duy Hùng hứa rằng khi về Mỹ sẽ vận động 5 triệu đô la để giúp cho bệnh viện. Cũng giống như là Nguyễn Ngọc Lập 2014 được cứu sống ở Khánh Hòa, nói với lại bệnh viện Khánh Hòa là về sẽ vận động 200, sẽ tặng cho bệnh viện Khánh Hòa 200 chiếc giường. Và cho tới ngày hôm nay 2014 và bây giờ 2022, 8 năm rồi. Tôi sẽ lần lượt kể tất cả những chuyện thằng Nguyễn Ngọc Lập, tôi gọi nó là thằng. Okay. Tại vì mới đây, cách đây tuần trước, nó lại mò lên trên Việt Vision. Nó đói quá. Thì không biết thằng Hoàng Công Cường cho nó bao nhiêu. Nó lại mò lên Việt Vision. Khi thằng nào mà nói trên Việt Vision đều trở thành kẻ thù của tôi hết. Và kẻ thù của tôi tức là kẻ thù với đất nước Việt Nam. Như Song Phạm, Victor Phượng, Phùng Thuệ Châu và thằng Nguyễn Ngọc Lập. Tôi đã chơi một cái ván cờ rất cao. Là tôi hạ mình xuống, tôi mời thằng Nguyễn Ngọc Lập tới lên trên KBC Hải Ngoại để tôi dằn mặt thằng Hoàng Công Cường, cho nó biết rằng thằng Nguyễn Ngọc Lập là loại người ăn cháo đã bắt, nó không cần biết. Nhưng mà có điều thì tôi vẫn tôn trọng nó ở cái chỗ không dám nói xấu tôi. Nhưng mà tôi nói thẳng luôn, ở cộng đồng này không ai, không phải chỉ có Nguyễn Ngọc Lập, không có một ai dám nói xấu tôi hết, tôi bảo đảm điều đó. Bất cứ thằng nào, con nào nói xấu tôi đều có đồ chơi hết. Tôi sẽ lục, tôi kho ra và tôi đưa lên trên video. Đó là lý do người ta không muốn chơi tôi, chứ không phải người ta sợ tôi, chứ không phải là người ta nể nang tôi. Thì tôi nói chuyện thằng Nguyễn Ngọc Lập, nó hứa với bệnh viện Nha Trang. Lúc đó có ông gì quên mất rồi. Ông như ông Bảy Mai hay là ông gì tôi không nhớ lắm. Là người đi vào trong bệnh viện và thăm nó. Thằng Nguyễn Ngọc Lập ngay khi xuống tàu nó hứa với lại một cậu hải quân có con nấm lùn. Có một cậu hải quân, chú nhận làm con nuôi, nó đóng kịch, nó làm những cái màu mè y chang thằng Hoàng Duy Hùng. Và nhớ rằng thằng Nguyễn Ngọc Lập lên trên trang mạng của tôi, chưa bao giờ dám nói về Hoàng Duy Hùng ấy. Không dám nói về Hoàng Duy Hùng là bởi vì nó đã từng ngửa tiền, nó nhận
nó ngửa tay nhận tiền của Hoàng Diệu, làm sao nó dám nói cái gì về Hoàng Diệu. Nó hứa với cậu hải quân đó, chú sẽ gửi cho cháu mỗi tháng số tiền mà cao hơn cái lương của cháu đang lãnh. Có phải Nguyễn Ngọc Lập nhục mạ quân đội không? Không đủ sống không? Đi lính không đủ sống. Và Nguyễn Ngọc Lập chưa bao giờ gửi tiền cho cậu con nuôi đó. Có một lần cậu con nuôi có nhắc tôi. Lâu lắm mà tôi cũng không liên lạc. Vâng, đúng là nhận con nuôi. Cậu có nhắc tôi, nhiều lâu lắm tôi không liên lạc, tôi còn không còn nghe. Có hỏi tôi về bác nhắn với lại chú Lộc và gửi gửi quà cho con như chú ý hứa. Thì tôi nói rằng không cần nhắn. Tất cả những gì Nguyễn Ngọc Lập nói trừ đi dùm cho chú 99%, chỉ còn lại có 1% là. Chưa kể những cái video mà lúc mà thằng Việt Wiki là etc. đó, phỏng vấn là Nguyễn Ngọc Lập. Nó đã mớm lời nó để cho Nguyễn Ngọc Lập. Chửi bới nó gọi Nguyễn Thanh Sơn bằng anh. Đấy. Thế mà nó về Việt Nam thì một điều thứ trưởng, hai điều thứ trưởng. Bỏ qua chuyện Nguyễn Ngọc Lập. Chúng ta sẽ nói chuyện Nguyễn Ngọc Lập sau. Thằng này không có nguy hiểm gì hết. Bởi vì nó ở nhà 1 triệu, giống như nhà thằng Hoàng Duy Hùng. Hôm qua có bạn nhắc tôi, Hoàng Duy Hùng đã có trong một video. Đã nhắc tôi, tưởng ai chứ Nguyễn Phương Hùng ở và vợ chồng Nguyễn Phương Hùng ở trong một cái mobile home. Đây là một câu nói khinh người và kỳ thị. Mày dám bước chân vào cái mobile home tao ở không? Mày biết tao ở không? Và ai cho mày địa chỉ mà mày tới Cali sao mày không dám tới? Nhưng mà lần này mày tới mày sẽ chết. Tao bảo rằng. Tao bảo rằng mày sẽ chết. Bởi vì khi mày nói một câu đó giống như là Trần Thanh Hiền, con mụ Trần Thanh Hiền lên trên đài Phố Bôn Sa TV. Nguyễn Phương Hùng, vợ chồng Nguyễn Phương Hùng, tôi biết rõ ràng nó ở trong một cái mobile home. Rồi, thằng thứ nhì ở đây, thằng dân biểu, Thái Lê Diệp, tức là Diệp Miên Trường, thằng Tàu Lai, cũng nói, với lại thằng N10 TV đấy, Trương Quốc Huy. Tôi không biết KBC hải ngoại. Tao chửi mày đó, Diệp Minh Trường. Bố mẹ mày còn đây này, bảo bố mẹ mày tới nói chuyện với tao. Khi mày ra ứng cử nghị viên, một điều chú, hai điều chú. Khi mày nói chuyện với N10 Trương Quốc Huy, mày nói mày không biết KBC hải ngoại là cái gì, là cơ quan nào, ở đâu, mà chỉ biết ông Nguyễn Phương Hùng ở trong cái mobile home. Tất cả những người ở trong mobile home đó chưa chưa nói tới Hoàng Duy Hùng. Tất cả những người ở trong cái mobile home này đó đều căm phẫn cái câu nói của Tài Liệu Diệp, bởi vì câu đó là cây khinh người. Mày khinh người ta ở mobile home, tại sao mày cần lá phiếu của người ta? Người ta ở mobile home và người ta ở nhà 1 triệu, 2 triệu. Người ta cũng không hơn được và không thua ai được hết. Ai cũng có một lá phiếu. Người ở mua nhà 1 triệu, 10 triệu cũng chỉ có một lá phiếu. Người ở mobile home cũng một lá phiếu. Thằng Hoàng Chí Hùng, mày nói tao ở mobile home. Ở mobile home không là một cái tội. Nhá, Hoàng Duy Hùng
ở mua bộ hôm không có gì tội hết. Nhà tao mua tao trả tiền. Chỉ có những thằng ở chung cư như mày đó, mà chung cư lên trên lầu phải đi cái cầu thang phía bên ngoài, trời mưa là phải che dù lên đó, thì nó không thôi thì nó ướt, chứ không phải là cầu thang máy ở dưới đất. Cái chung cư mày ở chỉ có 2 tầng. John McCain đã tới tận nơi nhé. À, John McCain, John cái gì, John McBride từ Cali nó đã tới tận nơi mày ở. Nó kể cho tao nghe rất là sơn á, còn chày còn chóc cũ nha, mà chủ cái khu vực đó họ chưa sơn lại. Mày khoe rằng cái mobile home của, à quên, cái chung cư mày 1 triệu, 1 triệu mà không có hộp thơ, mày phải đi cày nhát từ trong cái nhà mày đi ra lấy hộp thơ. Mày quay video mày nói nha, đúng không? Đi qua một cái hồ tắm công cộng của chung cư, mày nói đây là hồ tắm của tôi. Rồi một bữa mày rình không có ai ở đó, mày ra mày có một mình mày, không có ai ra tắm hết, mày ngồi trong đó làm như là cái đó sở hữu của riêng mày. Tao nói thật mày, cái swimming pool đó, tức là cái bể bơi của mày ở chỗ khu mày ở đó, thua cái hồ tắm tao ở đây nữa. Hồ tắm tao ở đây còn đẹp hơn nữa. Vuông vắn, ngăn nắp, rộng rãi, sạch sẽ, có cả hồ sauna nữa, tắm hơi, hơn cái chỗ của mày nhiều. Và tao bằng đồng tiền trong sạch của tao, tao không lừa dối ai hết, tao không thiếu nợ cộng đồng Houston 380 ngàn như thằng tên là luật sư El Hoàng, tức là thằng Hoàng Diệu, nghe chưa? Chào Lâm Nguyên. Tổ nội của Hoàng Duy Hùng, Hoàng Hoàng Công Cường là loại chăn và thịt Việt Kiều. Thằng Hoàng Duy Hùng bây giờ nó trở lại, nhà nước Việt Nam đã tặng cho một cái loại thuốc, một cái liều thuốc rất là nặng, đó là liều thuốc tâm thần phân liệt. Mày đừng có chê những người mà đi làm những công việc ở trong các nhà hàng, tức là chiêu đãi viên, tiếp đãi viên, hay những người bán thịt, bán rau ở trong các chợ. Bởi vì người ta kiếm những đồng tiền đó bằng mồ hôi, nước mắt, bằng sức lao động và bằng sự tử tế của một con người không giàu tiền, nhưng mà rất giàu cái sự thiện tín. Chính những người đó đã đóng góp cho chúng mày lợi dụng cái cờ vàng để mà móc túi của họ. Thằng nào con nào đi bưng những thùng tiền đi qua các cửa hàng để mà xin tiền cho ngày 30 tháng 4 hả? Đến nỗi bà chủ tiệm quán bún Bạch, quán bún Mai á, ở trong khu ABC, khi ông chồng bà chết đi, bà mừng quá, bà bảo mừng quá, thế là mỗi tháng không phải đóng hụi chết 200 đồng cho Phan Kỳ Nhơn. Bởi vì ông chủ quán Mai là bạn thân với lại Phan Kỳ Nhơn, mỗi lần cái là đóng góp là 200 đô la. Bây giờ bà không phải làm nữa. Kênh Bịa Chuyện Hại Người, cu em Nguyễn Phương Hùng, Đặng Văn Ngọc. Vâng, là tôi phải cho nó đi ra ngoài report. Okay. Hết report. Ok, xong. Tất cả có người nói với tôi ở Houston, thằng Hoàng Duy Hùng mỗi lần tôi lên live stream, nó gọi 2-3 người làm việc cho nó, vào trong này núp lùm dưới đó vào chửi. Vâng, chào Xuân Nguyên.
Thì những người tiếp viên ở trong cái nhà hàng họ còn nghĩa là xứng đáng hơn mày nhiều. Mày là thằng một luật sư, một tiến sĩ thần học, đã tới là thầy sáu rồi mà bị đuổi ra khỏi nhà thờ, không được cho tu ra làm linh mục. Họ kiếm đồng tiền bằng tiền lương của nhà hàng trả cho họ, rất là đàng hoàng, sòng phẳng, không lưu manh, không mất dạy như thằng Hoàng Duy Hùng. Mời báo chí tới ăn xong quỵt, không trả tiền. Với một cái thằng quỵt tiền như thằng Hoàng Duy Hùng, một bữa ăn 370 đô la. Tôi hỏi quý vị ở Việt Nam, nhất là các lãnh đạo ở Việt Nam, quý vị thấy rằng quý vị có xấu hổ khi quý vị ngồi nói chuyện với một thằng ăn quỵt tiền ở hải ngoại này hay không? Thằng đó là thằng Hoàng Duy Hùng. Xin chào anh Ba Dũng. Anh nghĩ lại coi, tại sao anh tiếp nó? Anh tiếp một cái thằng quỵt, ăn quỵt, lừa tình đéo quỵt, chỉ vì gái mà bị mất cái chức linh mục. Rồi bây giờ không biết đội vợ lên đầu để vợ nó phải đội người khác, cho người khác đội. Đúng ngày 20 tháng 12 năm 2021, nó lên máy bay, nó đi Cambridge ở Anh, tới phi trường Cambridge, bay tới phi trường Singapore, tới Singapore bay vào trong Campuchia bằng quốc tịch Cameroon. Tao thách mày Hoàng Duy Hùng, mày đi thưa tao đi, nếu tao nói bịa đặt. Chào Quang phố cổ. Nếu tao bịa đặt cái chuyện này, mày dám đi thưa đi. Mày thưa tao thì mày sẽ chết trước. Bởi vì mày là quốc tịch Mỹ. Mày đã khai với chính phủ Mỹ là mày có quốc tịch Cameroon chưa? Và nước Mỹ đã chấp nhận quốc tịch Cameroon là quốc tịch thứ hai của công dân Hoa Kỳ ấy chưa? Đừng có mà tự ý đưa hai tay cho FBI nó còng tay mày. Tao, Nguyễn Phương Hùng, ở Mobile Home, thách Hoàng Duy Hùng ở nhà 1 triệu. Okay. Đi thưa thằng Nguyễn Phương Hùng. Tao thách mày chứng minh tao đã ăn quỵt bất cứ một nhà hàng nào ở bên Mỹ này chưa? Nhưng mà tao đã có bằng chứng. Nguyễn Hồng Phúc 2 lần nói ở trên KBC hải ngoại, thằng Hoàng Duy Hùng mời anh em báo chí qua thằng Vũ Hoàng Luân tới một bữa ăn, ăn xong quỵt, không trả tiền. Mày không trả tiền phần của anh em không sao, nhưng mà tại sao mày quỵt luôn cả cái phần của mày? Mày nghèo đói đến cái mức như vậy hả? Hả? Thằng Hùng bây giờ nó nói, chắc gọi thằng này hồi chiều mới ăn mít mà mít thơm quá này, không lý mình gọi là cái thằng Hùng thúi địt kỳ quá. Bởi vì ăn mít mà ăn luộc hột mít lên ăn bảo đảm toàn là mùi Hùng bom không ạ. Tao hỏi thằng Hoàng Duy Hùng như vậy. Thích thì xem hôm qua tôi vào kênh Hoàng Duy Hùng xem để lại bình luận, còn nhàng cứ chửi nhà báo. Vậy mới biết tiếng nói của nhà báo làm bọn chúng nhục vì có thằng bố Hoàng Duy Hùng mất dạy. Cảm ơn. Thích thì xem. Các bạn nhìn thấy là cái thằng Lê Bảo đó, nó phải cảm ơn tôi, nó gặp tôi nó sẽ quỳ hai bằng, nó đi bằng hai đầu gối, con lạy bác Nguyễn Phương Hùng. Bác nuôi sống con suốt thời gian mà Hoàng Duy Hùng trở về lại Houston. Hồi Hoàng Duy Hùng nó ở Việt Nam nó cũng chẳng nuôi được con được đồng nào hết, thế mà không ngờ rằng may mắn sao mùng 7 tháng 4 nó lại lọt ra về được Houston, và nhờ nó
về Houston mà bây giờ con sống được bằng cái view của bác, mặc dù chỉ có 800 người, 1.000 người vào xem thôi. Thôi được đồng nào hay đồng đó. Thì hai đầu gối này cũng thay lời cảm ơn bác nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Nhờ bác mà Lê Bảo này có được cái đề tài để câu view, cũng vui được vài chúng canh từ hôm đó giờ. Các bạn vào đi. Còn thằng Sỉu Đá thì theo tôi nghĩ rằng nó bị YouTube cấm nó 30 ngày, 30 ngày không được live stream. Bữa nay là ngày 9 ngày rồi. Ở Việt Nam là 9 ngày. Đâu được live stream. Đúng không? Nó giờ nó đang điên người. Chào bạn Tâm An từ bên Canada. Cả những cái lời đó quý vị thấy không, tôi đã thách thức và tôi gọi Ba Hy ok là thằng mà có thằng nào dám bênh không, bởi vì cái chuyện Ba Hy thấy rõ ràng rồi. Bây giờ tôi mời, tôi biết ông Ba Hy ông đang ngồi ở dưới, ông lên đi tôi với ông nói chuyện, tôi với ông nói chuyện. Tôi bảo đảm tôi nói chuyện luật pháp hơn ông nhiều. Tôi có rất nhiều câu hỏi về Hoàng Duy Hùng trong thời gian ông nói rằng ông theo dõi nó từ Bắc vào Nam. Ông Ba Hy, ông đường đường một đấng trượng phu, mặc dù ông lùn lắm, chắc ông cũng không cao hơn tôi hoặc là bằng tôi thôi. Chứ ông không, bởi vì ông đi cạnh thằng Sài Gòn vo ve nó, ông đứng trên vai nó, tôi nghĩ chắc là còn thấp hơn tôi nữa. Thế nhưng mà thôi kệ, chuyện cao thấp nó không thành vấn đề. Nó cao thấp ở cái đầu, chứ không phải cao thấp ở cái chiều cao của con người. Và ông là người không không có đầu. Ông là người đã khinh dân chúng Việt Nam. Nếu Ba Hy muốn lên, đây có câu hỏi cho ông. Ba Hy trả lời cho nhà báo Nguyễn Phương Hùng. Ba Hy đã từng mời thằng Hoàng Duy Hùng về Việt Nam, về tới nhà ông luôn nha, có ông nói ngồi nhà ông mà. Thì tôi bỏ qua cái chuyện ông khoe rằng con ông đều là sĩ quan cấp tá ở trong quân đội nhân dân và công an, đúng không? Không có đứa nào làm dân cả. Ông chửi dân chúng Việt Nam như vậy, những người đang ở trên cái kênh này không ở trong quân đội và không ở trong công an nghĩ thế nào về cái lời nói của ông? Không phải là dân, là ý của ông là như thế nào, là ông khinh người ta, ông kỳ thị người ta, giống như thằng Hoàng Diệu nói những người ở Mobile Home. Ở Mobile Home có gì xấu đâu, ăn quỵt đéo lường như thằng Hoàng Duy Hùng mới là xấu, chứ không phải là ở Mobile Home là xấu. Thằng khốn nạn Hoàng Duy Hùng, mày ở nhà 1 triệu tại sao mày đi ăn quỵt mỗi bữa ăn 370 đồng? Mà thật sự cái nhà mày đâu phải là nhà nhà 1 triệu đâu, mày là cái thằng chuyên môn khoe mẽ láo lếu bịa đặt che mắt, giống như thằng Nguyễn Ngọc Lập đó. Hai thầy trò mày giống nhau. Thằng Nguyễn Ngọc Lập bảo ở nhà 1 triệu đô la, ở nhà ở Catalina. Mày biết Catalina là ở đâu? Các bạn biết ở đâu không? Đó là một hòn đảo bên ngoài quận Cam này, bên ngoài Los Angeles này. Hầu hết những cái nhà ở trong ở bên đảo đó đều giá 1 triệu đồng trở lên. Bây giờ đó nhà trung bình ở quận Cam bây giờ đó nha, ở California đó, 1 triệu nhà trung bình cỡ Hoàng Duy Hùng đó, không bao giờ mà mơ tưởng có được ngày về ở Cali được nữa đâu. Mày về ở Mobile Home với tao thì được. Đây bên cạnh nhà tao có Mobile Home này. Mới đưa bảng lên cái là có người mua ngay lập tức. Nhà bây giờ đó ở quận Cam rất là có giá. Giá trung bình là 1 triệu đô la. Mà thành phố Westminster này là cao nhất. Nhưng mà những nhà triệu phú, xưng là triệu phú đó,
hoặc chê người khác ở mobile home, chưa có ai ăn lừa đéo quỵt như thằng Hoàng Duy Hùng. Bởi vì con vợ của mày, Bích Trâm Hằng, Bích Hằng chứ không phải Bích Trâm, vợ mày tên Hằng. Vợ mày nó ý thức rằng một thằng chồng mà đi lừa gạt người ngoài một bữa ăn 370 đồng thì không đem đổ thùng rác thì bây giờ làm cái gì, nuôi báo cô để làm cái gì nữa. Nó nuôi báo cô mày mấy năm nay rồi, thành ra khi ly dị nó có quyền giữ cái nhà. Cho mày được có 100.000 ra để mày mua cái nhà 49.000 đô la mà mày nói là 1 triệu. Tao có hồ sơ cái nhà của mày. Nhá. Ở bên Mỹ mày làm luật sư mày biết. Trừ khi mày là một thằng luật sư ngu, Hoàng Duy Hùng. Ở bên Mỹ mày chỉ cần đi vào Google đánh một cái địa chỉ nhà mày cái là nó ra liền. Trị giá cái nhà mày bao nhiêu, bán ngày nào, mua ngày nào, xây năm nào, bao nhiêu phòng. Mua 46.000, một năm sau lên được 49.000, là một chung cư vậy mà đi khoe là nhà ở 1 triệu đô la. Nhà ở 1 triệu đô la mà lại không có một cái gara đậu xe. Thằng Trần Văn Nam Sơn ngồi trên cái xe để chở mày ra đó, à mày ngồi trên cái xe để đi cùng ra phi trường với mày đúng không, xong lái xe đó về cho mày. Cái xe mày đậu ở trong cái carport, ở bên Mỹ gọi là carport là gì các bạn biết không? Carport tức là một cái mái dài như này. Tất cả mỗi một căn hộ ở trong đó được 2 chỗ đậu. 2 chỗ đậu. Không có tường. Cái thằng bên cạnh nó say rượu nó vào, nó ủi mình thì mình cũng bị móp. Không phải là gara. Một nhà 1 triệu nào mà không có, mà lại không có gara à, thằng Hoàng Duy Hùng. Thế mà bố con rể nó là Ba Hy à? Trời ơi. Thế mà tại sao nó phải sống nhờ bố Nguyễn Phương Hùng của nó vậy? Nhờ. Đấy, nhà của nó đấy có 49.000 thôi, thưa các bạn. Mà nó nói rằng là cái nhà của nó là 1 triệu. Mà quý vị thấy rằng nhà 1 triệu gì mà ở trong một cái khu mà đi như vậy. Chung quanh toàn là những nhà sập sệ. Và có những cái video nó quay nó thấy không? Gỗ này còn cái chóc cả sơn nữa. Đấy, nhà 1 triệu này. Cái hôm nó sửa nhà đấy, cái video nó sửa nhà nhìn thấy không? Tao dạy mày, đừng có lên cái giọng khinh người. Mày càng khinh người, mày càng lòi ra những cái xấu xa bẩn thỉu của mày. Có những điều tao không muốn nói, nhưng bây giờ tao phải nói. Nhà 1 triệu không có gara, nhà 1 triệu không có cầu thang lên xuống. Nhà 1 triệu phải ở trên lầu, ở trên nóc, ở nhà người khác. Bốn mươi chín ngàn là tính ra tiền triệu Việt Nam mới cắt được nhá, đừng nói triệu đô la. Mày và thằng Nguyễn Ngọc Lập giống nhau ở cái điểm lừa dối đồng bào Việt Nam. Đúng như vậy anh Hoàng Nam, có vẻ Nam Hoàng này ở bên Mỹ này quá. Có phải ở bên Mỹ thì mới biết được. Nhà này nhà lắp ghép từ những thập niên 80 hoặc là những nhà khung thép định hình. Nhưng mà cái chữ mà khung thép định hình này thì là rất là chắc chắn là chữ của ở trong nước chứ không phải chữ như Việt Nam. Thích thì xem đúng vậy. Hôm Hoàng Duy Hùng ăn ốc vòi voi ví như cái ấy làm Thái nổ cười gần chết. Nó là bây giờ nó bị khí tồn tại não nó dồn lên trên đầu. Nó mời một người
quen ở đâu hay là một anh thợ sửa nhà nó làm một món ốc vòi voi, lấy tên anh ta là Thanh Sơn, nhưng mà họ thì khác, Lê Lê xong rồi cái nó lập lờ, nó làm giống như nó ở bữa này tôi đón, nó đón một người bạn thân ở Việt Nam qua tên là Thanh Sơn. Ông Nguyễn Thanh Sơn nào mà đi từ Việt Nam qua để thăm, nói như vậy, dù là ông là nguyên, nhất là trong cái tình hình dịch bệnh này nữa, có nhu cầu gì đâu mà qua. Vậy có người đó, tin đấy, tôi đang ngủ lúc tôi vừa dậy mở cái tin nhắn ra, ông Nguyễn Thanh Sơn đi qua thăm Hoàng Duy Hùng rồi. Tôi hỏi cái gì vậy, hồi nào? Thì cái vào coi video đi, nó đang làm ốc vòi voi cho ông Nguyễn Thanh Sơn ăn. Tôi cũng giật mình luôn. Tôi vào tôi coi. Tôi coi xong cái tôi hỏi ông coi thế nào, ông bảo là ông Nguyễn Thanh Sơn. Thứ nhất là có cái hình cái thằng đó đó. Cái thằng khách ngồi, hình như là thằng nhân viên tới sửa cái gì đó. Rồi thằng này nó không có tiền trả, nó cho ăn bữa cơm. Con ốc vòi voi này không bao nhiêu tiền, hai thằng hai con ốc vòi voi là xong rồi, mà nó vừa làm nó vừa làm nó vừa ví cái đó như là một cái lớn cái nhỏ ấy. Thì cái lớn ấy, thì có lẽ là hồi trước khi vợ bỏ, còn cái nhỏ đó thì sau khi vợ bỏ, cái gì đó văn ôn thì vũ luyện đúng không, võ thì phải luyện, văn thì phải ôn, mà bây giờ 2 năm trời mà không có ôn thành ra nó nhỏ lại thế thôi. Rồi tôi giải thích dùng dùng cho nó thôi, chứ tôi cũng chẳng phân tích cái video. Thì cái anh bạn tôi mới coi lại, ồ tôi coi tôi tưởng nó gọi ông Thanh Sơn. Mà nó không dám quay mặt ông nhé nha, nó chỉ quay sơ quay qua thôi. Đấy. Còn còn một bữa đó lâu rồi, nó bảo nó mời 10 người ăn. Sư cha nhà nó, cái bàn nó nhà nó nhỏ không có chỗ ngồi, nó ngồi làm live stream ở cái bàn ăn của nó, mà nó phải nhìn nghiêng, nó không có nhìn thẳng như tôi. Thì có người nói tôi là bởi vì con người nó xiên xẻo, xiên ra xiên sẹo thành ra nó luôn luôn nó ngay nó làm live stream nó cũng phải nhìn nhìn nghiêng. Tôi bảo thì cái đó là suy diễn, bạn suy diễn được có lý, nhưng mà tôi biết nó để trên cái đầu tủ tủ lạnh của nó, refrigerator của nó để trên đầu nó, thì nó ngồi ở cái bàn ăn nó xong nó nhìn lên. Nếu nó để đối diện bàn ăn thì cái mặt nó to như là cái bánh bao này, cái mâm. Cái mặt nó to như mặt của Tiết Sơn, Đặng Văn Ngọc, bộ nhớ của nhà não nhà báo kinh điển. Thì các bạn thấy là tôi nói chuyện bằng những cái trong cái trí nhớ của mình thôi. Chào bạn Phương Nguyễn. Từ nãy giờ gần 1 tiếng đồng hồ mà chỉ nói về cái chuyện cái chân rết của một con rết. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện phân tích tại sao Đài Loan không là một quốc gia như Việt Nam Cộng Hòa theo định nghĩa của Công ước Montevideo 1933. Trước hết là chúng tôi không cần biết cái Công ước Montevideo 1933 là cái gì.
Nhưng mà mặt trong này thì nó có nói. Mày nên nhớ rằng á, là cái hiệp định Geneva ký ngày ký tháng 7 năm 1954 bắt đầu hiệu lực ngày 20 tháng 7 1954. Không có đề cập gì tới cái công ước Montevideo gì hết. 1933. 1933 tới 1954 là 21 năm. Hiệp định Geneva chỉ trên cái tinh thần và mục đích duy nhất hai bên ngừng chiến và bên nào đóng quân ở bên đó tạm ngừng chiến, lấy vĩ tuyến 17 làm vùng phi quân sự, tạm chia đôi đất nước. Khi cái nghĩa rằng tạm chia đôi đất nước có nghĩa là gì? Tức là một non sông một dải, bây giờ tạm chia nó làm đôi để chờ ngày thống nhất đất nước, tức là tháng 7 năm 1956. Ông Ngô Đình Diệm đã phản bội cái hiệp định Geneva 1956 à 54 là năm 1956. Ông đã không có tổng tuyển cử. Mà trước đó đó, khi cái âm mưu của ông Diệm ngày mùng 10 tháng 10 năm 1955 đã tổ chức trưng cầu dân ý để truất phế Bảo Đại, vua Bảo Đại đó. Tức là khi mà truất phế vua Bảo Đại rồi thì Ngô Đình Diệm có quyền lên làm quốc trưởng, nhưng mà không gọi là quốc trưởng, gọi là tổng thống. Lúc mà Ngô Đình Diệm chấp cánh về đó làm thủ tướng cho quốc vương, quốc trưởng Bảo Đại. Thì khi năm 1955 tháng mùng 10 tháng 10 âm mưu như vậy, tức là Ngô Đình Diệm theo chỉ thị của Mỹ để muốn biến miền Nam Việt Nam trở thành một cái thành trì để ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Đó là một cái chiêu bài. Chứ Hiệp định Geneva 1954 không hề nói rằng sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 Việt Nam tạm thời chia cắt thành hai nước. Không có một câu chia thành hai nước thì như vậy không thể nào có một nước Việt Nam Cộng Hòa. Mày có quyền chửi những người nói chỉ có một nước Việt Nam Cộng Hòa duy nhất là những người này người nọ. Mày muốn nói cái gì mày nói. Kệ cha mày. Bởi vì cha của mày còn sống mày cũng kệ ông ấy rồi. Ông tức quá ông phải đâm đầu vào cái xe hơi để ông tự tử ông chết. Vì thằng con mất hiếu tên là Hoàng Duy Hùng. Thì đối với người đời bây giờ, Hoàng Duy Hùng là một thằng con bất hiếu. Không có bố mày thì 13 tuổi làm sao mày đi ra khỏi nước. Bây giờ mày gọi là những người đó là những người phản quốc. Vậy phản quốc là phản quốc nào? Theo ý của mày là hai nước Việt Nam thì miền Nam Việt Nam gọi là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Đúng không? Vậy thì mày cho tao biết trên công ước quốc tế và Liên Hiệp Quốc có gọi nước nào gọi nước Việt Nam Cộng Hòa là nước Việt Nam Cộng Hòa không? Chưa. Việt Nam Cộng Hòa là một cái thể chế cũng giống như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở bên miền Bắc. Đó là một cái thể chế. Đúng không ạ? Nước Việt Nam từ xưa nay, từ hồi Trịnh Nguyễn phân tranh cũng chia làm đôi. Nhưng mà có bao giờ là người ta gọi là hai nước Việt Nam không? Một nước Trịnh và một nước Nguyễn không? Không bao giờ. Thì nó nói là phản quốc, đây là phản quốc Việt Nam Cộng Hòa của nó thôi. Và tôi qua cái video nó chửi những người gọi một Việt Nam là duy nhất thì tôi nghĩ rằng nó không phải chửi chúng ta mà nó chửi thẳng vào mặt nhà nước Việt Nam. Những người vừa đón nó
vừa cho nó một cơ hội để đi vào Việt Nam. Nhưng mà nó coi rằng á, một cái cơ hội đó sau những phân tích của tôi, nó ngẫm nghĩ lại, thế mà đúng đấy. Cái lão bựa này nó nói như vậy mà đúng đấy. Mình rơi vào bẫy của cộng sản rồi. Vào trong đó chẳng đứa nào đón tiếp mình, chui rúc ở dưới gầm nhà. Tôi hôm qua có người nói với tôi rằng hai thằng nằm hai bên con le le. Cái điều là tôi không biết. Tôi không nằm người gầm giường tụi nó, tôi không biết. Nhưng mà đó, đi ăn bám một thằng đi gửi rể, đó là một cái nhục nhã cho một thằng đàn ông. Bị vợ bỏ từ bên Mỹ, không có chỗ ở, đi tránh một cái niềm đau, đi trốn cái dĩ vãng, đau thương. Ngày người ta vui vẻ, thằng khác nó đội vợ mình lên đầu, thì mình lại phải leo lên máy bay đi về Việt Nam. Rất là may mắn nhà nước Việt Nam chơi một cái cú rất là độc, cho nó cho mình vào, à hóa ra mình rơi vào bẫy của nhà nước Việt Nam. Ôi giời ơi, cái lão bựa này nó công nhận nó giỏi thật, không có lão bựa mình không nhìn ra cái điều đó. Và khi nó nhìn ra được cái điều đó, nó điên người lên, nó gọi là tội đồ của dân tộc. Tất cả lãnh đạo Việt Nam từ Bác Nguyễn Phú Trọng trở xuống, tất cả người dân cu đen ở Việt Nam, tất cả đều là tội đồ dân tộc, trừ những thằng Quốc Tuấn, Văn Bản là kia, đại khái những thằng gọi là Việt Nam có là hai quốc gia. Những người nào là hai quốc gia, tôi cho chỉ là 1% hay là 2% mà thôi, thì cho là khoảng 2%, khoảng chừng 2 triệu người. Còn tất cả 98 triệu người chưa bao giờ nghe nói có hai quốc gia Việt Nam. Nó lợi dụng cái mà nó muốn phục hồi cái Việt Nam Cộng Hòa của nó, để nó làm gì? Để nó chới xéo qua nhà nước Việt Nam. Tôi nói thẳng với lại Bác Nguyễn Phú Trọng, Bác Nguyễn Xuân Phúc, Bác Phạm Minh Chính, Bác Vương Đình Huệ, Bác Vũ Đức Đam và bác gì đó, nhân vật thứ năm Võ Văn Thưởng. Nó chửi các bác đó bởi vì các bác cũng giống tôi và giống tất cả mọi người, là sau năm 1954 đến năm 1975 là đã có hai quốc gia. Vậy các bác có đồng ý với thằng Hoàng Duy Hùng không? Nếu các bác đồng ý với Hoàng Duy Hùng thì các bác không phải là tội đồ của dân tộc. Nhưng mà nếu mà các bác đồng ý với tôi, với Lê Thái và tới tới tất cả anh em ở trong diễn đàn này thì các bác không phải là tội đồ dân tộc, thì các bác phải công nhận là có hai quốc gia Việt Nam, đúng không? Tôi rất thành thật. Tôi kính trọng Bác Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Vũ Đức Đam. Các bác thẳng thắn trả lời cho tôi, có một nước Việt Nam hay hai nước Việt Nam? Theo lời thằng khách của quý vị, từ ngày 20 tháng Giêng cho tới ngày mùng 7 tháng 4, nó là khách mà nó đã có mặt ở trong phủ chủ tịch bằng cái đường lén lút hay đường ghép gì tôi không cần biết. Thì các bác công nhận thằng Hoàng Duy Hùng nó nói là tội đồ dân tộc là đúng hay là sai? À, mấy bạn của mình sao lại không có ai làm việc nhỉ? À, vâng, cảm ơn cả chị Lệ Hằng. Thằng Việt Việt Nam Cộng Hòa Bất Tử nó vào trong đó, nó để một lò hồi tôi mà không thấy ai làm việc hết. Report, report, report. Thì câu hỏi này tôi hỏi ông kiên định. Ông có ngồi dưới này không? Ông có núp lùm ở bên dưới không? Mời ông lên ông trả lời dùm. Tạm thời tôi
cho rằng là ông Đại Bằng Tây Nguyên, ông một người trung tướng công an nhân dân rất xứng đáng với cái chức vụ đó. Ông lên trên này ông xác nhận cho tôi biết cái thằng khách nó tới nhà ông là thằng Hoàng Duy Hùng. Nó nói rằng từ năm 1954 đến năm 1975 có hai quốc gia Việt Nam. Vậy ông kiên định mời ông lên, ông trả lời cho tôi đi. Ông trả lời cho tôi. Ông dám trả lời không? Và nếu ông không trả lời được á, tức là ông phải chửi lại thằng Hoàng Duy Hùng dùm cho tôi. Bởi vì ông mời nó tới nhà. Nó chửi ông là tội đồ dân tộc. Nếu ông nói rằng chỉ có một nước Việt Nam duy nhất, Bác Trọng, Bác Phúc, Bác Chính, Bác Huệ, Bác Thưởng, Bác Đam và tất cả các bộ trưởng trong chính phủ bây giờ đều là tội đồ dân tộc theo cái sự mà khẳng định của đồng Hoàng Duy Hùng. Năm 1954 đến 1975 chỉ có một quốc gia, chỉ có hai quốc gia. Quốc gia từ dưới vĩ tuyến 17 có biên giới, có chính phủ, có quân đội, có nhân dân, có dân chúng là đủ theo công ước gọi là Montevideo Video 1933 là quốc gia. Đó là định nghĩa của nó. Và nó nói ai không đồng ý thì là tội đồ dân tộc. Vậy thì các bác có muốn làm tội đồ dân tộc hay không? Đấy, ông Ba Hy kiên định, ông lên đi, tôi mời ông, tôi chắp tay tôi lại ông Đại Bàng Cao Nguyên. Tôi chỉ là một con gà, con chim sẻ sẻ. À thích thì xem, tôi thích câu, tôi đang tính nói câu đó đấy, tôi thích. Tôi nghĩ cái bảng số ngày hôm đó là 80B là bảng số giả. Tại vì có người trả lời cho tôi biết không có cái biển số đó ở trong cơ quan nhà nước. Biển số đó Bộ Ngoại giao mà, 80A, 80B. Thì các bạn thấy rằng câu hỏi đó không cần gửi cho ai hết, không cần gửi cho bạn, không cần cần gửi cho tôi. Muốn chửi tôi tội đồ dân tộc không thành vấn đề. Nhưng mà những người đang là chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những người đã thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 sắp sửa tới đây ở Việt Nam chỉ còn 2 ngày nữa. Okay. Quý vị trả lời cho chúng. Một ngày nữa thôi, bữa nay Việt Nam là ngày 29. Quý vị trả lời cho câu nói của thằng Hoàng Duy Hùng đúng hay sai? Và nếu quý vị nói sai thì quý vị phải có một thái độ không bao giờ cho cái thằng Hoàng Duy Hùng này được về Việt Nam. Còn nếu mà nó còn trở lại Việt Nam vì bất cứ một lý do gì thì bắt nó phải xin lỗi tất cả những người nào nói nước Việt Nam chỉ có một. Từ xưa nay đừng có, nó bảo rằng á, nó còn nhục mạ lời của Bác Hồ nữa, thấy không? Nó nói rằng đó chỉ là một cái sự cảm tính. Thế còn nó không phải là cảm tính à? Nó cho rằng nó giống như là Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói, nó là luật sư. Nó còn lấy ba toang nó đập vào đầu ai ấy, còn nói là không phải nó. Đấy, mày dám đập vào đầu Bác Trọng không? Hả? Bác Trọng nói một nước Việt Nam. Bác Xuân Phúc nói một nước Việt Nam. Bác Chính nói nó một nước Việt Nam đó. Mà mày ghét ông Phạm Minh Chính lắm, tao biết. Tại vì mày ngâm nghe mày muốn là về làm thủ tướng mà. Mà thằng Trung Quốc không đưa mày về làm thủ tướng được, thành ra ông Phạm Minh Chính lên, thành ra nó mới, mày mới hỏi rằng Phạm Minh Chính ông từ đâu mà ra vậy? Lý luận của tao là chắc nịch nhà mày cãi không lại đâu. Thằng Lê Bảo nó ngồi dưới nó còn cười, nó còn phi cười.
Có mấy người nói chuyện với tôi, à nhắn tin tôi thì không nói chuyện. Nói rằng á, ông Lê Bảo ông ngồi coi đi, của bác á, video của bác á. Thì ông bảo công nhận, ông thì ông kiếm tiền. Nhưng mà ông Nguyễn Phương Hùng nói thâm thiết thật mà rất là khôi hài. Đấy. Vâng, thì bây giờ các bạn cùng với lại tôi. Bữa nay nó lại có này cái Đức Đầu Bạc Lê Thái theo Nguyễn Phương Hùng thì phải học cái khôn của Nguyễn Phương Hùng. Ui, cảm ơn Lê Bảo. Mày cho tao là khôn. Thích thì xem, đúng vậy nhà báo, vì thằng Sài Gòn vo ve nó làm giấy mời của Hoàng Duy Hùng được mời về dự lễ trao giải Búa Liềm Vàng, nó làm giả được thì cái biển xe là bình thường. Mà nó làm giả rất cười lắm, nó làm giả một cái nó đưa cho thằng Hoàng Duy Hùng trước đúng không, thằng Hoàng Duy Hùng ngày 18 đã có cái thư đó trong tay, thì thằng Nguyễn Quang Trường ngày 19 tháng Giêng lại lên trên 71 hàng chống lấy một cái thư nữa cho Hoàng Duy Hùng và rồi nói rằng tôi sẽ đại diện cho Hoàng Duy Hùng, trong khi đó Hoàng Duy Hùng ngày 18 đã nói rằng tôi sẽ nhờ anh Nguyễn Quang Trường đại diện tôi đi lãnh giải. Trần Nguyên, Hoàng Duy Hùng là một tên khố rách áo ôm mà đưa ra làm thủ tướng quá hoang tưởng. Đâu phải nữa. Thủ tướng vui lòng đọc lái dùm cho tôi là tưởng thú. Tôi vẫn gọi nghĩa là Đào Minh Quân và Nguyễn Hữu Chánh ở đây là tưởng thú. Đấy. Ngày hôm nay một cái video khác nữa của thằng Hoàng Duy Hùng. Cái video mà là đồng 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 tiền đấy. Đồng tiền 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 hổ đó, nó là gì các bạn biết không, nó có thiên mệnh thiên tử, nó là vua trời thiên mệnh thiên tử đấy, đó là thằng luật sư thứ hai ở tôi gặp ở trong đời tôi. Thằng luật sư thứ nhất là Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch cộng đồng Nam California, nói rằng nó có chân mệnh thiên tử. Trần Bình, vâng, nó điên, thành ra tôi bảo bây giờ nó điên. Một bữa nay nó nói đấy, thằng Hoàng Hiếu nó nói nó chân mệnh thiên tử đó. Lát nữa tôi mời quý vị nghe, bây giờ chúng ta bắt đầu nghe video của nó nhé, xin cho biết là nghe rõ hay không. Thứ tư ngày 27 tháng 4 năm 2022 từ Houston, Texas. Chào Phạm Linh. Các Thưa bạn quý nghe rõ vị, không ạ? năm 2014, Trung Quốc đưa giàn khoan 984 vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tạo nên một dư luận nóng bỏng không những ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nhiều người e ngại nếu Trung Quốc khống chế được Biển Đông thì khống chế tuyến đường hàng hải mỗi năm hơn 4.000 tỷ Mỹ Kim đi qua đây. Nên nhiều quốc gia, nhiều chuyên gia bàn luận về chủ quyền Biển Đông thuộc về ai. Đương nhiên, người Việt Nam, chúng ta có đầy đủ chứng cứ pháp lý để chứng minh chủ quyền của chúng ta ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thời của Việt Nam Cộng Hòa, sau khi mà đã mất Hoàng Sa cho Trung Quốc, họ đã ra bạch thư, và trong bạch thư đó cũng đã được cả thế giới bàn luận rồi. Thì kỳ đó Trung Quốc nói rằng không, Việt Nam Cộng Hòa không có thế đứng của một quốc gia để bàn luận, mà phải là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có một bản văn, đó là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 có công nhận hải lý của Trung Quốc 12 hải lý, gồm có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cho rằng đó mới là chính đáng,
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là lãnh đạo quốc gia, chỉ có một quốc gia đó thì mới là đúng. Còn Việt Nam Cộng Hòa là một thể chế, không phải là một quốc gia. Thì Trung Quốc đánh lấy Hoàng Sa là được đứng trên công pháp quốc tế là theo luật Re Nullius, tức là những vật thể không có chủ quyền. Các bạn biết rằng thằng này nói vòng vo Tam Quốc, nó nói loanh quanh. Thứ nhất, trong công pháp quốc tế và công ước CLOS, CLOS 1982 đã có công nhận chủ quyền, nhưng mà thằng Trung Quốc lấp liếm không tuân theo cái công ước CLOS đó. Còn về văn thư của công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì viết như sau: thưa đồng chí tổng lý, tức là nói với lại gửi cho Chu Ân Lai, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí tổng lý rõ, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gửi đồng chí tổng lý lời chào rất trân trọng ngày 22 tháng 9 năm 1958. Công hàm trên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã được đăng trên báo Nhân dân. Thì trong nội dung này không có nói gì là công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Nhưng mà thằng giặc này thì nó nói rằng là cái công hàm đó đã xác nhận đúng như là cái lập luận của thằng Trung Quốc. Thằng Trung Quốc nó đã có một cái bài viết, nó nói xác nhận rằng là công hàm ngoại giao của Phạm Văn Đồng xác nhận, công nhận rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. Đó là một sự lấp liếm, sự cháo trở, mà thằng giặc này nó lại cháo trở trong cái chuyện đó. Thì cái vấn đề Hoàng Sa nó nằm ở dưới vĩ tuyến 17, ngang với lại Đà Nẵng ấy. Ở Đà Nẵng ra rất là gần. Thì cái bổn phận trách nhiệm lúc đó đó là dưới vĩ tuyến 17 là thuộc về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta không cần phải nói quốc gia. Thì chế độ đó, thí dụ người ta lấy, người ta lấy thành phố Sài Gòn thì sao? Thì cũng nói là cái này là chúng tôi không gọi là quốc gia, thành ra muốn lấy Sài Gòn cứ việc lấy. Thì cái quần đảo nó không nằm trong đất liền, nó nằm ở ngoài biển, nó vẫn là của mình. Thì mình phải có bổn phận bảo vệ. Nhưng mà nó lấp liếm, để rồi nó muốn đi theo ý nguyện của những cái thằng. Tôi bảo đảm sau cái vụ này sắp sửa có một câu chuyện, sắp sửa có một vụ gây quỹ để mà gọi là đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Nó sẽ lập quỹ pháp lý. Nhưng mà những cái người mà làm những cái quỹ pháp lý này từ xây đã có rất nhiều người làm. Có Liên Thành, rồi có Nguyễn Chính Kết, rồi có rất nhiều người đã từng làm mà chưa bao giờ thành công hết. Là bởi vì nó lấy tiền xong nó bỏ túi nó, chứ đâu có đưa ra tòa, tòa án nào. Mà khi anh đưa một sự kiện ra tòa, anh phải nhân danh một chính phủ. Vậy anh là chính phủ gì? Trên nguyên tắc 30 tháng 4 năm 1975 không còn một miền Nam Việt Nam nữa, mà chính phủ duy nhất là chính phủ Việt Nam, tức là chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thì chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là người duy nhất có tư cách pháp nhân và có quyền thưa
Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Nhưng mà họ đã dùng những cái với lại sự giúp đỡ của quốc tế và cái luật biển CELOT 1982 tạm thời, okay, coi cái những quần đảo Biển Đông đang nằm trong những vùng tranh chấp của các nước, không phải chỉ có Việt Nam và Trung Quốc, còn nhiều nước nữa, Philippines rồi Singapore rồi Burma rồi đủ hết, Brunei, Thái Lan, Malaysia nữa, chứ đâu phải chỉ có riêng mình ở Việt Nam với lại Trung Quốc đâu. Thằng này nó đang lấp liếm để mà nó cũng chắc chắn nó cũng sẽ nằm trong cái nhóm đó, bởi vì bây giờ cộng đồng Việt Nam không dùng Hoàng Diệu nữa, không tin Hoàng Diệu nữa, và nó sẽ dựng lên cái nhóm đó để mà rồi lên gây quỹ. Nhưng mà tư cách pháp nhân để đưa ra tòa án Liên Hiệp Quốc, anh phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc hay là tòa án quốc tế, anh cũng phải là một quốc gia anh mới đứng ra thưa được. Thì dù bây giờ nó có biện minh nó là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia từ năm 1954 đến 1975 thì nó vẫn chưa không có đủ tư cách để nó đưa ra tòa án quốc tế, bởi vì 30 tháng 4 năm 1975 không còn nữa. Đây là mục đích rất là thâm hiểm của thằng Hoàng Diệu Hùng, nhưng mà nó làm, nó cứ làm. Tại sao nó gọi những người gọi một quốc gia là tội đồ dân tộc, trong đó có cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, có cả Thủ tướng nước Phạm Minh Chính, có cả Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có cả ông Tránh Văn phòng Võ Văn Thưởng, rồi Phó Thủ tướng Võ Đức Vũ Đức Đàm. Những người này và tất cả bộ trưởng và thứ trưởng ở trong chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đều là tội đồ của dân tộc dưới cái định nghĩa của thằng Hoàng Diệu. Các bạn nghe tiếp. Thế thì tôi được may mắn có các anh em ở tại Tổng lãnh sự Houston hỏi tôi là một luật sư nghĩ gì như thế nào. Thì tôi cũng đã góp ý với tư cách là một người nghiên cứu về Biển Đông và là một luật sư trả lời những vấn đề mà Trung Quốc nêu lên. Nó bảo với tư cách là người nghiên cứu về Biển Đông, vậy mày chứng minh mày đã nghiên cứu vào Biển Đông hồi nào? Ở Việt Nam có một cái hội nhóm gọi là nghiên cứu Biển Đông, và năm nào họ cũng họp với nhau. Tại sao mày không có mặt? Và tại hải ngoại này, tao tổng biên tập của tờ báo Campuchia hải ngoại, chưa bao giờ nghe thấy một cái tổ chức nào nghiên cứu Biển Đông mà có tên thằng Hoàng Diệu Hùng. Chưa bao giờ có một tổ chức nào nghiên cứu ở Biển Đông ở đây nữa. Và ngay cả ông mà gọi là nhà nghiên cứu về Biển Đông Đông Nam Á nổi tiếng là giáo sư đại học Cao Taylor ở bên Úc, cũng chưa bao giờ ông vỗ ngực, ông xưng ông là nhà nghiên cứu Biển Đông. Và trong cái nhóm nghiên cứu của ông đó, chưa bao giờ có một người nào tên là Hoàng Duy Hùng hay là Eo Hoàng. Mà bây giờ mày tự xưng mày là người nhà nghiên cứu Biển Đông và là một luật sư. Cái luật sư của mày nó không ăn nhầm gì tới Biển Đông này hết. Trên thế giới có rất nhiều luật sư. Cái luật sư của mày là luật sư vứt đi, không có khách, chỉ làm cái nghề mà gọi là đụng xe thôi. Mà ngày hôm qua mày nói xéo ông Đức Đầu Bạc. Mày nói xéo ông Đức Đầu Bạc là người chạy ca. Mà không có ông Đức Đầu Bạc chạy ca cho mày thì mày có những cái vụ đụng xe đó để mày sống hay không? Bây giờ ăn cháo đã bát, mời các bạn nghe tiếp.
đã trả lời ở trên kênh của Phố Bô Sa của anh Vũ Hoàng Lân. Và nếu tôi không lầm, hình như Tham Tán của Việt Nam cũng đã gửi bản văn của tôi về cho lúc đó là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh. Ngày nói chuyện Vũ Hoàng Lân, Vũ Hoàng Lân có cả ngàn ngàn cái video tên gì, ngày nào, ở đâu. Và Tham Tán Việt Nam đã gửi cái bài của mày, thì Tham Tán Việt Nam tên gì? Hả? Và cái bài tên gì? Mày nói y chang rằng là hôm mày ở bên Campuchia, hôm ngày 18, khi thằng Sài Gòn vo ve gửi cho mày cái giấy giả đó, mày nói rằng hình như nhá, chứ không phải khẳng định, hình như là 18 bài viết của tôi đăng trên báo Nhân Dân đã được báo Nhân Dân đưa vào và đã được ban tổ chức chọn trúng giải Búa Liềm Vàng. 16 bài, bài nào mày cũng không có. Sự thật rành rành, và bây giờ ai cũng biết mày là thằng nói láo, mà bây giờ mày lại vẫn tiếp tục nói láo. Mày cho biết là cái video nào của Vũ Hoàng Lân nói cái gì, mày nói cái gì trong đó và chứng minh được cái gì ở trong đó, và ông Tham Tán tên gì? Sa là được đứng trên công pháp quốc tế là theo luật re nullius, tức là những vật thể không có chủ quyền. Thế thì tôi được may mắn có các anh em ở tại Tổng lãnh sự Houston hỏi tôi là một luật sư nghĩ gì, như thế nào. Anh em Tổng lãnh sự ở Houston tên là gì? Nhiều người lắm. Nguyễn Xuân Linh, Bùi Xuân Linh, hay là anh Nguyễn Hùng Minh, hay là nhiều người lắm. Ok. Thì tôi cũng đã góp ý với tư cách là một người nghiên cứu về... Tao nói cho mày nghe nha. Tổng lãnh sự ở Houston cũng như tổng lãnh sự ở San Francisco, cũng giống như bây giờ tổng lãnh sự ở New York và đại sứ Việt Nam ở bên Washington DC, không bao giờ họ đi tham vấn một cái thằng luật sư vô danh tiểu tốt mà đang mang một cái án trên người là án phản quốc, muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1992. Vậy các anh Tham Tán hỏi mày, sao mày bịa đặt ra một cách trắng trợn như vậy? Mắt thì mắt này thì địt mẹ mắt kia, hai mắt nhìn không có ngay ngắn một chút nào hết. Về Biển Đông và là một luật sư trả lời những vấn đề mà Trung Quốc nêu lên. Tôi cũng đã trả lời ở trên kênh của Phố Bô Sa của anh Vũ Hoàng Lân. Đấy. Và nếu tôi không lầm, hình như Tham Tán của Việt Nam cũng đã gửi bản văn của tôi. Trả lời Vũ Hoàng Lân cái gì? Video nào, ngày nào, tháng nào? Và nếu tôi không lầm, nếu tôi không lầm thì là sao không lầm cái gì? Có đâu mà lầm hay không lầm. Mày bịa đặt ra mà làm sao mà nói tôi không lầm. Ông Tham Tán tên gì vậy? Ông đẻ ra không có tên à? Chính phủ Việt Nam gửi một người đi qua bên Mỹ ở Houston làm việc mà không có tên à? Nói láo này ra không dám nói tên của một người nào ra đó nha. Về cho lúc đó là Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Thì anh Nguyễn Thanh Sơn, anh nghe đấy, thằng Hoàng Duy Hùng nó nói có những người ở Tổng lãnh sự Houston, okay, lúc đó là hình như là anh Lê Dũng, yeah. Lê Dũng là Tổng lãnh sự đầu tiên hồi thằng Hoàng Duy Hùng đó, lúc đó thì anh Lê Dũng còn sống, ok, ông Nguyễn Hùng Minh còn sống,
Ông Bùi Xuân Linh hiện tại bây giờ đang ở Houston. Xin quý vị trả lời cho tôi, thằng Hoàng Duy Hùng có, quý vị có hỏi, có nói chuyện nó về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa hay không? Và nó đã gửi một cái bài văn cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, xin Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết có hay không. Và cái nội dung đó nói cái gì? Tại sao quý vị ở trong nước mà phải đi hỏi một cái thằng mang danh tội đồ của dân tộc, mày mới là tội đồ dân tộc, nghe chưa, là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam với 16 tháng tù năm 1992 đến năm 1993. Thì tôi có nói phải khẳng định Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, là một pháp lý, một chủ thể pháp lý. Nó nói trong cái lá thư nó gửi cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, vậy rất là quan trọng, thưa anh Nguyễn Thanh Sơn. Nó nói rằng là chủ thể Việt Nam Cộng Hòa là phải có nhá. Như vậy là có một nước Việt Nam Cộng Hòa. Nó có viết thơ cho anh, giống như là ông Đức Đồ Bạc đã nói rồi á. Anh Nguyễn Thanh Sơn chưa bao giờ nói ở trong phiên họp với thằng Hoàng Duy Hùng tại ở trong cái ủy ban nhân dân của thành phố Houston rằng là sẽ bỏ điều 4 hiến pháp và chấp nhận đại đảng. Mà nó đã từng nói như vậy, nó nói ông Nguyễn Thanh Sơn nói như vậy. Nó bịa đặt ra như vậy và bây giờ nó lại còn bịa đặt rằng là nó đã viết thơ cho anh Nguyễn Thanh Sơn, trong đó là phải chấp nhận Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể, là một quốc gia. Bạn Henry Ken nó nói như thế, cũng tương tự như trong thời gian vợ nó đi ngoại tình trong lúc chưa ly dị. Và bây giờ nó đang chứng minh cho con cháu nó biết là trong giai đoạn đó vợ nó có hai chồng. Xuân Nguyên, Hoàng Duy Hùng chỉ là một tên vô danh kiểu tốt, cắt ké mà cứ ảo tưởng bản thân tâm thần láo xạo một cách trắng trợn, chơ cháo không thấy ngượng mồm đấy. Quý vị nghe lại nha, nó nói nó gửi cho Nguyễn Thanh Sơn đó. Ở phố Bô Sa của anh Vũ Hoàng Lân, và nếu tôi không lầm, hình như Tham Tán của Việt Nam cũng đã gửi bản văn của tôi về cho lúc đó là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn. Nó viết cái gì? Thì tôi có nói, tôi có nói phải khẳng định Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, đó, là một pháp lý, một chủ thể pháp lý. Để nói sao? Thứ nhất là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền điều hành lên trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể cho cái mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có. Nó nói lập luận giống như là một cái thằng mà gọi là bá vơ, thằng điên. Henry and Ken, lãnh thổ của Hoàng Duy Hùng là toilet và gara. Bé quay bố sử đá, bê quay bố sử đá, nó viết văn tự gắn mẹ nó cho Trung Quốc đấy. Tôi hỏi các bạn, Thứ trưởng, tức chưa phải là Bộ trưởng, ở Việt Nam Thứ trưởng cũng chỉ có nhiệm kỳ là 3 năm, Bộ trưởng nhiệm kỳ 5 năm. Và ngay cả Thủ tướng hay Chủ tịch nước cũng không có quyền tự mình quyết định. Mà nó bịa ra câu chuyện rằng nó viết một cái lá thư cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Mà nó phải là bảo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia. Bố bảo ông Sơn nói thiệt nhé, tôi xin lỗi anh Sơn nhé. Dám nói câu đó, ngay cả trong cái bữa nó nói rằng, ông Sơn nói rằng là sẽ bỏ điều 4 hiến pháp. Bỏ điều 4 hiến pháp không phải dễ dàng như là bỏ tay vào trong túi. Tất cả những gì mà hiến pháp muốn thay đổi phải đưa ra quốc hội, phải họp lên họp xuống, bàn đi bàn lại.
chứ đâu có phải là cái là ông Nguyễn Thanh Sơn nó có nói rằng là bỏ điều 4 hiến pháp và chấp nhận đa đảng. Toàn là những cái mà tự nó nhét chữ vào miệng người khác. Và ngay cái lá thư này tôi bảo đảm hoàn toàn không có. Nó chỉ lợi dụng, nó bịa đặt ra cái này để chuẩn bị cho một kế hoạch sắp sửa móc túi đồng bào hải ngoại. Và nhân tiện đây tôi nói tất cả anh em chống cộng ở Mỹ và ở các nước và đồng bào, cẩn thận, thằng Hoàng Duy Hùng chuẩn bị sắp sửa gây quỹ, gọi là gây quỹ pháp lý để đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa, giống như Nguyễn Hữu Chánh ấy, sẽ đóng một cái con tàu. Bây giờ hỏi con tàu của Nguyễn Hữu Chánh bây giờ nó đi tới đâu rồi, 10 năm nay nó đi tới đâu rồi, nó được nó ra đời ra chưa, đòi đóng một con tàu đi tới Hoàng Sa đó mà không ai đóng tiền, nó thành ra nó con tàu nó không thành. Mình không thể cho cái mình không có. Nên nếu nói rằng lời hay là văn viết của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng thì ngay từ lúc đầu nó là không có giá trị, null and void in initio, đó là coi cái miệng nó, cái mặt nó. Chắc là tôi để các bạn nghe coi vào cái để các bạn coi hình nó nói ra chắc có vui hơn này. Nó bảo là ông Phạm Văn Đồng vô giá trị. Nguyên từ của pháp lý null and void in initio, và văn bản đó ngay từ lúc đầu không có giá trị pháp lý thì không thể nào mà nhân danh văn bản đó để mà nói rằng là đánh lấy Hoàng Sa. À, trên... quý vị thấy rằng á, nó chửi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc thời đó, đó năm 1958 là văn bản không có pháp lý, tức là Việt Nam mình nô lệ Trung Quốc đúng không, và không, nếu không á, thì cũng là xài luật dân, tức là như là chống cộng cực đoan hay nói đó, không có căn bản pháp lý. Một thằng luật sư quen dám nói một cái văn thư của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một cái văn bản không có pháp lý. Bà Hy ngồi dưới đó có nghe không bà Hy? Bà Hy lên trả lời đi. Nên đó là cái nguyên tắc thứ nhất, là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia riêng biệt, không thể nào cho cái mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có không có. Nếu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa bao giờ cho cái gì cho ai hết, thì mày nói cho là cho cái gì, cho cái Hoàng Sa cho Trung Quốc hay là cho cái Hoàng Sa cho cái Việt Nam Cộng Hòa hay cái gì? Không có, chưa bao giờ.
cái văn bản lúc nãy tao đọc rồi mày có nghe không? Mắt lờ đờ thằng đang say rượu. Đấy. Mày có nghe không? Công nhận 12 hải lý trong từ thềm lục địa. Có nghĩa rằng là bất cứ thềm lục địa của bất cứ nước nào Trung Quốc 12 hải lý. Đó là công ước của quốc tế. Có nói cái gì mà Hoàng Sa mà Trường Sa đâu. Hòa là một quốc gia thôi, chỉ là từ Nam tới Bắc, thì điều mà Trung Quốc nói là công hàm đó nó rất là gây khó khăn cho Việt Nam trên phương diện pháp lý. Đó là Mày chứng minh cái gì mà Trung Quốc nói là gây khó khăn cho Việt Nam về phương diện pháp lý? Hả? Mày nói toàn là nói trong cái đầu óc của mày không, mày chưa đưa ra một cái bằng chứng nào hết. Kể cả cái công hàm ngoại giao lúc nãy mày nói rằng là vô không có nguyên tắc pháp lý. Mày cũng không đọc lên như tao đọc. Okay. Rồi bây giờ mày nói là Trung Quốc nói là gây khó khăn cho Việt Nam. Thì đương nhiên thằng Trung Quốc nó bắt buộc nó phải nói như vậy để nó có cớ rằng nó giành dịch. Thằng Trung Quốc nó mua mày bao nhiêu tiền hả thằng Giao Liên? Ông Trần Hoàng Nam ở bên Cali này đó. Ông gọi mày là gì á? Ông gọi mày là thằng Giao Liên cho thằng Trung Quốc. là nguyên tắc thứ nhất. Tôi cũng có nói với những vị có chức trách của Việt Nam, đó là chúng ta không thể nào ra. Mày nói với những vị chức sắc ở Việt Nam là ai? Hả? Thằng Bất Dậy. Mày về Việt Nam ngày 20 tháng Giêng năm 2022 tới ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022. Mày cút xéo ra khỏi Việt Nam. Không có một người nào tiếp mày hết. Kể cả tờ báo Nhân dân đã từng đăng 16 bài viết của mày. Người ta cũng không mời mày một ly nước trà Thái Nguyên, trà Nạm Sen. Không ai tiếp mày hết. Mà mày nói với lại các ai là những người lãnh đạo Việt Nam? Phương diện pháp lý, à, Không. đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ nhất. Tôi cũng có nói với những vị Chức sắc. có chức trách của Việt Nam, Việt Nam không xài chữ chức sắc. đó là chúng ta không thể nào ra trước quốc tế mà cứ mang cái câu nói của bác, nó có tính cách là cảm tính, để gọi là nói lên ý chí của người dân, như là câu đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi, là chân lý thiêng liêng dân tộc Việt Nam chỉ có là một thôi. Chúng ta không thể nào mà mang cái câu nó có tính cách cảm tính và ý chí ra trước tòa án quốc tế, thì phải nói về lý, về lẽ, về luật pháp quốc tế. Tôi cũng đã đạo đạt ý kiến của tôi với những vị có bổn phận và chức trách. Ok, bây giờ mày cho biết mày nói với ai. Và tôi mong rằng các lãnh đạo Việt Nam nghe được câu này để xác nhận rằng thằng Hoàng Duy Hùng đã có nói với quý vị hay không. Tất cả những người dân bình thường không biết luật pháp cũng đều hiểu rằng không ai đi ra tòa mà mang một cái câu nói của một người nào đó ra mà làm để xác minh rằng đó là cái luật pháp. Không phải là cái câu mà bác Hồ nói, đó là một cái lời lý thuyết để mà nói chuyện với dân chúng, để mà thuyết phục rằng ý chí của chúng ta. Ai mà làm mang một lời của bác Hồ ra ngoài thì ra ngoài tòa án để nói rằng ông Hồ Chí Minh nói như vậy thì Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam à? Mày là thằng luật sư. Ok, thứ nhất, mày cho tao biết ai là chức sắc. Chức là cái gì mà sắc là gì? Là con xúc sắc à? Hả? Mày nói chuyện với ai? Ai là chức sắc? Việt Nam nhiều chức sắc lắm. Mà mày nói hồi nào, ngày nào, năm nào, tháng nào? Mà bây giờ mày lại còn nói rằng á,
Việt Nam đừng có mang lời Bác Hồ ra ngoài đó. Có Việt Nam có bao giờ mang lời Bác Hồ ra tòa án quốc tế chưa? À, thằng khốn nạn. Bịa đặt thì bịa đặt vừa phải thôi. Mày bây giờ mày nhục mạ tới Bác Hồ. Mà bữa trước mày đã nhục mạ Bác rồi. Mà người ta đã bỏ qua cho mày rồi. Mày bảo mày tới là cái lăng Bác Hồ mày. Mày đâu có vào đi trong đó đâu. Mày đi chui đằng sau ra đằng trước lăng. Mày không có một cái vòng hoa nữa. Rồi mày thắp hương lúc nào đâu. Mà mày nói rằng trong lúc mà đang cái là cái tưởng niệm xin lỗi Bác Hồ đấy. Thì mày nghe một tiếng vang vẳng vào trong tim, rồi xuống dưới gan, là lên trên não, Bác tha thứ cho con. Bây giờ mày lại bảo rằng mang lời của Bác ra tòa án. Mày coi tất cả mọi người ở đây là cái gì vậy hả? Ra tòa án người ta phải có bằng chứng, có chứng cứ, đâu có ai mang cái đó ra. Tự nhiên giờ mày bịa ra câu đó xong mày chửi. Rõ ràng là mày đang nhục mạ nhà nước Việt Nam. Tôi mong rằng nhà nước Việt Nam đừng có để cho thằng này nó tự nó mở quyển sách ra lấy lời Bác Hồ. Xong rồi nó bảo rằng á, là quý vị đưa lời Bác Hồ đi vào trong tòa án. Đó là trách nhiệm của tôi với tư cách là một luật sư quan tâm đến vấn đề của đất nước. Và đó là phải là một quốc gia cho Việt Nam Cộng Hòa, là một quốc gia cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chúng ta mới dễ dàng tranh đấu pháp lý. Rồi tôi nói luôn là nếu mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia, Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, thì việc mà Trung Quốc đưa quân đánh lấy Trường Hoàng Sa thì Trung Quốc phạm luật quốc tế rất là nhiều. Luật quốc tế là cấm không được dùng uy hiếp hoặc vũ lực để đánh lấy bất kỳ một phần đất nào của một quốc gia khác. Tao hỏi mày á, mày muốn lý luận để mày muốn phục hồi cho Việt Nam Cộng Hòa, đó là quyền của mày. Nhưng tao hỏi mày mới đây nhé này, cái đảo Singapore đó của Philip Tân á, Trung Quốc nó chiếm đấy. Rồi đảo gì quên mất này, của Indonesia, có ai nói gì không? Mà mày nói rằng là nếu mà cái Hoàng Sa là của quốc gia Việt Nam ấy, thì là mày có đủ lý do thằng Trung Quốc sẽ phạm rất nhiều lỗi. Đó chỉ là cái lý luận cùn của một thằng luật sư mà không có khách. Thì cái việc mà Trung Quốc đánh lấy Hoàng Sa đi nữa thì nó cũng là phi pháp, và mãi mãi nó là phi pháp, thì người dân Việt Nam bây giờ chưa đủ sức, nhưng trong tương lai có đủ sức thì lấy lại Hoàng Sa. Có ai cấm là người ta, Việt Nam mình không có quyền lấy lại Trường Sa hoặc Hoàng Sa hay không? Mà nói bây giờ không đủ sức thì tương lai nhà nước Việt Nam có bao giờ nói rằng không bao giờ đòi lại Trường Sa đâu? Mà mới đây nhất bà Lê Thu Hằng xác định rằng Hoàng Sa, Trường Sa vẫn là của Việt Nam, và Việt Nam luôn luôn nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam mà. Nhưng mà cái thằng Trung Quốc bố mày đó là cái thằng nó ngoan cố, nó nhất định là nó không chịu nghe lời ai hết. Không, nó là tiếng gọi, nó gọi là undue duress. Những người mà không hiểu Nói mẹ tiếng Việt đi, cứ bày đặt nói tiếng Mỹ, mà mày tiếng Mỹ tiếng bồi nha, mày tiếng Mỹ bồi bồi nhiều lắm á. luật thì không biết cái gì về vấn đề là những cái từ ngữ đó. Nó là undue duress, tức là những cái áp lực nặng nề lên trên Việt Nam Cộng Hòa, nó không có hợp lý. Nó Mày đang nói chuyện luật pháp mà mày nói áp lực gì trên Việt Nam Cộng Hòa này kia đấy. Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đâu còn đâu nữa mà nó áp lực, mới không áp lực. do có một quốc gia lớn như Trung Quốc dùng gì đó uy hiếp Việt Nam, và rồi là dùng vũ lực nữa, thì nó là phi phạm. Thì từ xưa nay có ai nói rằng là Trung Quốc chiếm Hoàng Sa là hợp pháp không? Đó.
Bây giờ mày nói áp lực ai? Mày nói bố Mỹ của mày đó. Đấy. Chính Mỹ đó đã nhắm mắt để cho thằng Trung Quốc nó tấn công Hoàng Sa. Mà các ông tướng lãnh như này. Đấy, tướng lãnh ông bây giờ đó ông phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đó. Tao hỏi ông, tao bảo ông viết sự thật đi, ông đâu dám viết. Bởi vì thằng Mỹ nó ra lệnh rồi. Đâu có dám can thiệp. Tất cả Nguyễn Văn Thiệu đều sợ hết, sợ thằng Mỹ hết. Hồ Văn Kỳ Thoại là người cái là chỉ huy tổng quát, tại vì lúc đó ông đang là tư lệnh vùng 1 duyên hải. Ông chỉ huy trận đánh ấy. Đại tá Hồ Văn đại tá Hồ Văn Ngạt thì chết rồi. Nói bậy nói bạ. Chết rồi. Ông Lê Văn Thự, trung tá Lê Văn Thự, ông nói sự thật Hoàng Sa như nào. Và bây giờ ông cũng mới chết cách đây 2 năm. Bài của ông Lê Văn Thự đó mới là cái bài đàng hoàng nhất, đứng đắn nhất. Chính Việt Nam Cộng Hòa, bắn Việt Nam Cộng Hòa. Còn áp lực quá ấy. Thế rồi tôi cũng nói tiếp luôn là việc mà Trung Quốc đánh lấy Việt Nam Cộng Hòa không những nó là undue duress mà nó còn là một invasion, là một cuộc xâm lăng. Nó là một cuộc xâm lăng. Thì từ xưa nay có ai nói là không phải là xâm lăng đâu, nó chiếm đóng bất hợp pháp mà. Tao nghĩ mày là tâm thần phân liệt đúng thật đấy. Nếu mà nó là vô chủ, Việt Nam Cộng Hòa đang điều hành trên nó, mà Việt Nam Cộng Hòa không có tính cách chủ thể pháp lý đàng hoàng, là một quốc gia thì Chưa có ai nói Hoàng Sa là vô chủ từ xưa đến nay. Mày đi tới đảo Lý Sơn nhá, đó có một cái phòng gọi là phòng triển lãm Hoàng Sa, ngoài đó có đầy đủ những chứng cớ đài tưởng niệm Hoàng Sa, ngoài đó có đầy đủ chứng cớ các vua nhà Nguyễn đã từng đóng quân ở ngoài đó, đã từng có những cái vật và những cái bằng chứng. Và Việt Nam đã đưa ra tòa án quốc tế xác nhận rằng Hoàng Sa là, và tất cả thế giới đều công nhận Hoàng Sa là của Việt Nam. Ngay từ hồi Pháp thuộc, nó cũng đã là của Việt Nam rồi. Nghe chưa? Trung Quốc đánh lấy Hoàng Sa là coi như là Trung Quốc được, vì nó là vô chủ mà, nó không có còn một cái gì nữa. Cái thằng này nó bênh rằng, quý vị thấy rõ ràng nó bênh Trung Quốc, nó bảo là Hoàng Sa nếu không công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia đó thì coi như Hoàng Sa là vô chủ, thì vô chủ thì thằng Trung Quốc nó chiếm được, thì thằng vô chủ thì là nó có lý đấy, nó bênh bênh thằng Trung Quốc rõ ràng. Là bị áp lực thì việc làm của Trung Quốc nó hợp pháp với quốc tế, Đấy. nên tôi có nói rằng là phải khẳng định Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, vì đó rất quan trọng. Thế thì các anh em có hỏi tôi là như thế nào là một quốc gia, như thế nào là một quốc gia, luật nào trên thế giới khẳng định là một quốc gia? Cái bài này đó cũng hay còn dài lắm, nhưng mà nó tựu chung đó, nó là cái vấn đề là một quốc gia thì bây giờ nếu mà nói nữa đó thì chắc là cũng phải là một tiếng đồng hồ. Thằng khố rách áo ôm hùng mưu này rất mất dạy, dám xúc phạm đến lời khẳng định của Bác Hồ, Việt Nam là một đất Việt Nam là một sông có thể cạn núi, là đúng cái chuyện đó, nó xuyên tạc lời của Bác Hồ rồi. Mà những cái chẳng có liên quan gì tới vấn đề này hết, nó không có liên quan gì vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, nhưng nó mang ra để nó nhục mạ, nó có cớ để nó xuyên tạc lời nói của Bác Hồ. Nhưng mà nặng nhất đối với tôi là tôi mong rằng nhà nước Việt Nam phải có thái độ, bởi vì quý vị đã mời nó vào tháng giêng, 20 tháng giêng năm 2022,
mùng 7 tháng 4 nó về, và ngày hôm nay nó đã chửi tất cả mọi người nào nói rằng Việt Nam là một quốc gia từ năm 1954 đến năm 1975 đều là tội đồ của dân tộc, đều là phản quốc. Và phản quốc theo tôi nghĩ rằng đây là phản quốc Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà quý vị đồng ý với Hoàng Duy Hùng là có hai quốc gia thì không sao hết. Ok, quý vị sẽ có tội với nhân dân Việt Nam. Nhưng mà quý vị nói rằng có một quốc gia thì quý vị sẽ có tội với thằng Hoàng Duy Hùng, bởi vì nó gọi quý vị là tội đồ dân tộc. Ngày mai tôi sẽ phân tích tiếp, tại vì bây giờ mới có 9 tiếng, 9 phút, mà cái này nó dài tới 27, 28 phút, tức là còn tới 19 phút nữa là chắc là cũng phải mất một ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa để mà chúng ta tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ là 12 giờ đêm, mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải... và quý vị có thể phân tích được cái này, và tôi nghĩ rằng Lê Thái có thể tiếp tục được cái phần mà lúc nãy mà tôi đã nói từ nãy về 10 phút đầu của cái video này. Video này là 28 phút và từ nãy là mới chiếu được có 9 phút rồi. Thì tôi nghĩ rằng Lê Thái và tất cả các anh em ở bên bác Sam Khang hay là kia đó có thể tiếp tục được cái, trong khi chờ đợi ngày mai tôi sẽ phân tích tiếp phần sau và cái phần cái video mới nó nói rằng nó là thiên tử của Việt Nam nhá. Bây giờ nó không còn làm thủ tướng nữa mà giờ nó sẽ làm thiên tử, ra làm vua đấy. Vâng, xin phép được chia tay cùng với tất cả mọi người và hẹn lại gặp ngày mai.